cho học viện NIT ICT Hà Nội. Xin gửi lời cảm ơn tới anh Tú đã sắp xếp thời gian để cho chúng em một cái buổi và đến gặp gỡ giao lưu và để xin một số kinh nghiệm chia sẻ của anh. Cảm ơn em, đầu tiên anh cũng xin cảm ơn em đã dành thời gian đến đây để nói chuyện với anh, có cho anh cơ hội chia sẻ kinh nghiệm anh đã đạt được. Vâng, em được biết là năm 2017 anh cho ra đời nền tảng thi tử IELTS trực tuyến miễn phí. Anh có thể chia sẻ cho chúng em biết là ý tưởng này anh xuất phát từ đâu? Cảm ơn em. Ý tưởng này xuất phát từ cái nhu cầu là ngày càng có người tham gia học IELTS, và chủ yếu là cái việc học và thi IELTS đều diễn ra ở trên các trung tâm, các bài thi làm việc ở trên giấy, nên là có nhiều cái mặt hạn chế của thời gian cũng như là bị giới hạn về không gian và thời gian. Chính vì vậy thì anh phát triển là cái nền tảng IELTS Online Test với mục đích là tạo cái điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia học và thi thử IELTS. Bây giờ đây thay vì phải đến một trung tâm IELTS mà nó để làm luyện tập và thi thử IELTS, thì bây giờ sinh viên có thể làm bài thi IELTS miễn phí ở trên máy tính của họ ở bất kỳ vị trí địa lý nào và hoàn toàn miễn phí. Khi tốt nghiệp trung học phổ thông thì có rất nhiều ngành nghề để lựa chọn. Thế thì nguyên nhân nào, lý do nào để anh chọn ngành công nghệ thông tin, đặc biệt là lập trình viên? Công nghệ thông tin thì luôn luôn là cái niềm đam mê của anh. Thế nên ngay từ khi mà anh xây dựng cái máy tính đầu tiên và sau khi biết được cái môn học lập trình, thì anh luôn luôn muốn tạo ra những cái sản phẩm có đem lại giá trị cho cộng đồng, mang giá trị thật cho cộng đồng. Vâng, thời điểm đấy có rất nhiều cái môi trường học về công nghệ thông tin. Thế thì cơ duyên nào đưa anh Tú đến với học viện NIT ICT Hà Nội? Thời điểm đấy thì sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong, anh cũng đã nghiên cứu rất là kỹ xem là theo học trường đào tạo công nghệ thông tin nào, thì thông qua tìm hiểu anh thấy là NIT ICT Hà Nội để là một trong những học viện đào tạo công nghệ thông tin hàng đầu của Hà Nội. Môi trường môi trường quốc tế thì anh cảm thấy rất là thích thú với những chương trình này, nên là anh quyết định học cái này ở Hà Nội. Và cho tới bây giờ nhìn lại thì anh thấy là anh đã có quyết định đúng đắn. Những cái gì mà anh đạt được bây giờ thì NIT ICT Hà Nội đều là cái nền tảng vững chắc để giúp anh có được những gì mà anh đã có được, những gì mà anh đạt được bây giờ, để giúp anh đã đạt được những gì mà anh có bây giờ. Vâng, thế thì trải qua một thời gian học tập dài tại NIT ICT Hà Nội, anh Tú nhớ nhất là kỷ niệm gì khi học tại các trường NIT ICT Hà Nội? Kỷ niệm của anh tại NIT ICT Hà Nội thì cũng nhiều lắm. Trong thời gian học thì được sự rất tận tình của thầy Huy hiệu trưởng. Và cái kỷ niệm đáng nhớ nhất là năm 2006 thì anh may mắn được chọn là một trong số sinh viên đại diện cho Việt Nam đi dự hội sinh viên, hội sinh viên châu Á tại Philippines. Và cũng qua chính lần đấy anh cũng biết được là các bạn sinh viên làm riêng ở trong các nước khác trong khu vực phòng này và phòng kia Việt Nam. Vâng, thế thì đối với cái môi trường đào tạo tại NIT ICT Hà Nội, anh có cảm nhận hoặc đánh giá như thế nào về môi trường này, về giáo viên này, hay là về phương pháp giảng dạy tại NIT ICT Hà Nội, anh có cho biết không? Đây là một trường đầu tiên mà anh theo học sau cấp 3. Khi mà học tại NIT ICT Hà Nội, anh có rất nhiều những trải nghiệm trong lĩnh vực phát triển công nghệ, phát triển phần mềm. Về giảng viên thì đúng giảng viên này là có những kinh nghiệm sát thực tế, nhận định, chỉ dẫn sinh viên cũng như giải đáp các mắc của sinh viên. Đầu tiên là do cái phương pháp giảng dạy này, do cái chương trình giảng dạy của mình theo tiêu chuẩn của nước ngoài, thế nên là nó rất là sát thực tế. Thì những cái gì mà anh học ở đây thì anh thể áp dụng luôn vào trong thực tế, rất là thiết thực. Vâng, vậy thì anh có thể đưa ra một số cái lời khuyên cho những thế hệ đàn em, những đứa là học
viên đi lớp sau ấy, thì xem là có những cái lời khuyên bổ ích dành cho các bạn ấy, là các bạn nên học như thế nào chẳng hạn này, hay là có những cái phương pháp nào ngày xưa là thuộc về bí mật của anh chẳng hạn, anh có thể là chia sẻ được không? Theo kinh nghiệm của anh ấy, thì để học tốt lập trình anh có một vài bí quyết sau. Thứ nhất là để về nhà chỉ có làm bài tập ngay trong buổi hôm đấy. Thế thì khi mà làm bài tập ấy thì anh, cái kinh nghiệm của anh là phải hiểu tận gốc rễ vấn đề. Ví dụ như là khi mà các em học ở lớp 9 có một từ khóa để làm mới thì các em không được phép thì bên đọc cái từ khóa đấy. Những người khi mà hiểu thì em phải tìm hiểu cho đến khi nào mà hiểu rõ là bằng chứng của là gì thì em không được bỏ qua bất kỳ từ khóa nào đấy. Thế thì để mà lập trình cái dự án phức tạp ấy, có thể nó có thể lên đến được như là hàng nghìn và hàng chục nghìn dòng cốt. Thế nhưng mà khi mà học lập trình thì lập trình những từ khóa lập trình nó chỉ quanh đi quẩn lại khoảng tầm vài chục từ thôi, vài chục từ khóa thôi. Thế khi mà em nắm vững được, nắm được bản chất của vấn đề, thế thì em có thể xây dựng được, sử dụng vài chục cái từ khóa đấy để có thể xây dựng những phần mềm bằng tính doanh nghiệp nó có quy mô rất là lớn, thì sử dụng lên hàng chục nghìn dòng cốt. Thế thì mấu chốt của vấn đề là cần phải luyện tập thành thạo, hiểu rõ bản chất của vấn đề, hiểu rõ từng dòng lệnh, hiểu rõ từng cái câu lệnh một. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là vì là do cái chương trình học của mình, là cái dựa vào cái giáo trình quốc tế, thì tất cả cái giáo trình đều bằng tiếng Anh. Thế thì một yếu tố quan trọng khác nữa để học tốt, để mà làm theo để mà nâng cao cái khả năng tiếng Anh của mình, thì anh sẽ có hai cái bí mật, hai cái bí quyết sau đây. Bí quyết thứ nhất là cần phải tăng cái từ vựng, tăng cái vốn từ vựng tiếng Anh trên hàng của mình. Thì tin vui đối với các bạn là gì? Tiếng Anh chuyên ngành học rất là dễ, còn tiếng Anh sở tiếp học khó. Tại sao lại là dễ? Bởi vì tiếng Anh chuyên ngành nó chỉ quanh đi quẩn lại có vài chữ đấy thôi. Thế thì làm theo để mà học tốt được tiếng Anh chuyên ngành đấy. Thế như ngày xưa thì cách anh học để mà tăng cái vốn từ tiếng Anh của anh là anh bằng cách là anh dựng những giáo trình của ra, sau đó anh sẽ trải nghiệm. Anh sẽ đọc lướt qua cái giáo trình đấy và có những từ nào mà anh không hiểu, anh chưa biết, khó, anh sẽ chặn điểm từ đấy và sau đó anh viết thành một cái gì đó, anh cắt vào trong trang sách đấy. Tiếp tục ở trong trang sách đầu tiên, anh gặp bất kỳ cái từ mới nào, anh điều tra nghĩa từ điển của trang nghĩa của những từ đấy. Thế ví dụ như là trong tất cả anh học khoảng 20 từ mới, anh trải 20 từ đấy sang trang sau, có thể là anh sẽ gặp lại từ đấy. Thì nếu mà anh quên thì anh tra lại từ đấy một lần nữa. Nhưng mà thường thường là sau khi mình tra lần thứ nhất anh vẫn nhớ được từ đấy khoảng 100% rồi. Thì anh thực tế anh sẽ tra học tầm những lượng sách. Khi mà anh làm cái lượng sách rồi thì tự dưng mình là cái vốn từ vựng của anh nó tăng lên chung là đáng kể. Thì anh chỉ cần làm cái một lần thôi, thì sau đấy là anh sẽ đọc giáo trình của anh lo lắng hơn. Sau đó thì cái thời gian mà tức là cái số lần mà anh phải dựng từ điển ra thì mà anh học tiếp cho đội tiếng Anh chuyên ngành cũng rất là ít. Thì đây là cái thứ nhất học tiếng Anh. Thì cách thứ hai học tiếng Anh là các bạn chỉ nên trên chính chất của anh học tiếng Anh. Rất cảm ơn em và nhà trường đã cho anh một buổi chia sẻ những bí quyết của anh với các bạn sinh viên như sau. Thì để cảm ơn những thành công của anh mà mình có bây giờ thì đều là do công lao của các thầy cô đã giúp đỡ anh trong ngày hôm nay. Thì anh cũng xin gửi lời cảm ơn tới các cô và nhà trường đã dạy dỗ anh nhiệt tình để có được kết quả ngày hôm nay. Vâng, cũng cảm ơn anh Tú đã dành thời gian giao lưu và chia sẻ một số bí quyết của mình đối với những mái trường xưa ở NIT ICT Hà Nội. Thì cũng thay mặt nhà trường cũng xin chúc anh như là tuy là luôn là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, thứ hai nữa là xin chúc công việc của anh ngày càng thành công hơn nữa. Xin cảm ơn anh rất là nhiều.